Hello, xin chào anh em, mình là máy xây dựng Tùng Anh đây. Thì hôm nay mình xin phép review cho anh em mình con máy xiết bu đông đề quát bên mình hiện tại đang bán rất là chạy trên Shopee nhé. Đây thì mình sẽ vào đường link Shopee của mình đây. Đó, anh em có thấy này, Shopee mình là máy xây dựng Tùng Anh nhá, đấy, chính chủ luôn anh em ạ. Ở đây thì có tổng 4,9 sao, đấy, đã bán 450, có 454 đánh giá anh em nhé. Rồi thì mình sẽ xin review một dòng sản phẩm bên mình bán đang rất là chạy, đó là dòng máy xiết bu đông DEWAT 887. Cái này là hàng Trung Quốc thôi nhá, nhưng mà cũng cực kỳ tốt luôn. Đây có video test máy đàng hoàng cho anh em xem, hình ảnh rõ nét anh em nhá. Đấy, anh em có thể xem này. Đấy, bắn tôn trên sắt hộp rất là dày nhá. Đấy, con này sử dụng bắn tôn thì cực kỳ là ok luôn, được rất nhiều khách ủng hộ. Đây hình ảnh rõ nét này. Đấy. Anh em nào mà quen mua hàng trên Shopee thì có thể ghé thăm shop em xem. Đấy, giá thực tế trước là mình đang bán là 950.000 thì hiện tại đang sale xuống là 899.000 nhá. Thì bộ sẽ đầy đủ phụ kiện như này. Đây, và đúng như thế này. Rồi, tiếp theo đấy là anh em mình kéo xuống này, mình xúc mình đã bán 261 lượt này. Đấy, tăng độ nó sẽ tăng độ truy cập và tăng độ uy tín cho sản phẩm của mình. Đây mình sẽ có bán tặng bán cộng thêm một số dòng sản phẩm để anh em mình khi mua sẽ được giảm giá thêm nữa nhá. Ví dụ đây đây là mũi vít này sẽ được trừ 15% và bộ phụ kiện mua thêm nữa sẽ được trừ 10% nhá. Đấy, có miễn phí vận chuyển cho anh em mua hàng lần đầu nhá. Tiếp theo đấy là kéo xuống nữa thì sẽ có một số dòng sản phẩm bên mình đang bán. Đấy, để anh em mình tham khảo. Và tiếp theo nó là đây, bảo hành 6 tháng anh em nhá. Nhận hàng thì em sẽ gửi hàng từ huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Đấy, thông số kỹ thuật này anh em này. Đấy. Rồi. Tiếp theo nữa đấy là anh em mình quan trọng nhất là phần đánh giá này. Đấy, thì dòng sản phẩm này bên em đã có 51 đánh giá và đa số là đánh giá 5 sao. Đấy, khách hàng rất là ok. Đấy, dùng tốt là đánh giá lại. Sản phẩm tốt chụp ảnh cho em luôn. Đấy, rất được khách khen rất là nhiều nhá. Rồi thì em xin đi vào chi tiết con máy tại sao mà lại nhiều đánh giá 5 sao thế. Thì thứ nhất là con sản phẩm này ấy, thì em bán giá rất là tốt. Đấy, là chỉ 899.000 và được tặng bộ phụ kiện như này luôn. Đây anh em có thể thấy đây là 5 đầu khẩu này. Đấy, tặng 5 đầu khẩu là 13, 14, 17, 19 này, 22 này, đầu khẩu nhỏ từ 4 đến 12 này, mũi vít các loại này, đầu chuyển khoan 13 ly và một ở đây là thiếu một cái đầu chuyển bắn vít thì nhưng mà em là sẽ tặng kèm thêm nữa. Đấy thì anh em có thể thấy là máy là pin 10 cell nhá. Đây em có tháo một quả pin ra cho anh em xem. Cảm ơn anh. Đây pin 10 cell theo máy đây. Đấy, pin tím 10 cell anh em ạ. Đó, rất là ngon nhá. Giá rất là rẻ, 899.000 thôi. Đấy, đặt hàng trên Shopee. Đấy. Đây. Đầu bạc bọc nó rất là ngon, rất là đẹp anh em ạ. Rồi. Thì ở trên đây thì anh em mua hàng ở trên đây sẽ được rất là nhiều quyền lợi. Thứ nhất là anh em mình sẽ được đánh giá sau khi mua sản phẩm là có tốt hay không này. Đấy, được quyền hoàn tiền nếu mà sản phẩm không đúng như chất lượng mình mong muốn hoặc là như shop cam kết thì anh em mình có thể hoàn hàng. Đấy, rất là ok. Thì con máy này là dòng không chổi than nhá anh em nhé. Vâng, rồi cảm ơn anh em, có gì anh em ủng hộ shop máy xây dựng Tùng Anh nhé.